Chính biến Myanmar, Internet bị cắt gần như hoàn toàn, quân đội Myanmar ra cam kết nóng, thế giới phản ứng mạnh. Liên quan đến cuộc chính biến chưa có hồi kết tại Myanmar, sáng nay trên NetBlocks, một tổ chức đặt tại Anh chuyên giám sát việc ngắt kết nối Internet trên khắp thế giới cho biết Myanmar đã trải qua đêm thứ ba liên tiếp gần như bị ngắt Internet hoàn toàn. Trước đó, kể từ khi quân đội tiến hành vụ chính biến hôm 1 tháng 2 và bắt giữ nhà lãnh đạo quân sự Aung San Suu Kyi, quân đội đã vài lần chặn Internet. Hai đêm trước đó, Internet ở Myanmar đã bị ngắt từ 1 giờ đến 9 giờ. Tình trạng này vẫn tiếp diễn trong ngày 17 tháng 2. Thông báo trên mạng xã hội Twitter, NetBlocks nêu rõ Myanmar đang gần như bị ngắt Internet hoàn toàn trong đêm thứ ba liên tiếp trong bối cảnh diễn ra các cuộc biểu tình phản đối đảo chính. Theo NetBlocks, kết nối Internet tại đây đã giảm xuống chỉ còn 19% so với mức thông thường. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối vụ chính biến leo thang tại Myanmar và quân đội đã bắt giữ hàng trăm người kể từ ngày 1 tháng 2. Người dân Myanmar không ngừng biểu tình kêu gọi thả bà Aung San Suu Kyi và lập lại chế độ dân chủ bất chấp động thái trấn an từ quân đội. Những người biểu tình gọi quân đội thả bà Aung San Suu Kyi và các quan chức khác của Myanmar bị bắt giữ trong cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2, với hàng trăm nghìn người tham gia tuần hành. Đây là đợt biểu tình lớn nhất ở Myanmar trong hơn một thập kỷ. Quân đội Myanmar đã triển khai xe bọc thép, bố trí binh lính trên đường phố và hạn chế quyền truy cập Internet, nhưng người dân nước này vẫn tiếp tục biểu tình. Đây là cuộc chiến vì tương lai của đất nước và của chúng ta. Chúng tôi không muốn sống dưới chế độ độc tài quân sự, nhà hoạt động Esther Channe nói tại một cuộc biểu tình ở Yangon. Tối ngày 15 tháng 2, tại thành phố Mandalay, lực lượng an ninh Myanmar đã sử dụng đạn cao su và máy bắn đá để giải tán đám đông biểu tình, khiến 2 người bị thương. Cùng ngày, hơn 10 chiếc xe bọc thép và 4 vòi rồng được sử dụng để trấn áp cuộc biểu tình bên ngoài Ngân hàng Trung ương và Đại sứ quán Trung Quốc ở thành phố Yangon. Cảnh sát ở thủ đô Naypyidaw đã bắt giữ khoảng 20 học sinh trung học tham gia biểu tình. Video ghi lại vụ việc đăng trên mạng cho thấy các học sinh vẫn hô vang khẩu hiệu khi bị áp giải trên xe cảnh sát. Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị của Myanmar, có ít nhất 400 người phản đối cuộc đảo chính ở nước này đã bị bắt giữ. Ông Nicolas Farelli, giáo sư Đại học Tasmania ở Australia cho biết các cuộc biểu tình không chỉ được tổ chức trên toàn lãnh thổ Myanmar mà còn có sự tham gia của người dân thuộc mọi thế hệ, sắc tộc, tôn giáo và hệ tư tưởng. Giáo sư Farelli cũng chỉ ra việc quân đội Myanmar hạn chế Internet là không hiệu quả. Thế hệ người biểu tình ở Myanmar hiểu biết công nghệ và có thể tận dụng hiểu biết đó ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt. Giới trẻ Myanmar đang lên tiếng phản đối quân đội nước này trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Họ khẳng định cần lật đổ chế độ độc tài và khôi phục nền dân chủ. Nhiều người còn cho biết đất nước này từng bị nghiền nát dưới ủng quân đội trong thập kỷ trước và kêu gọi Mỹ cùng Liên Hợp Quốc hành động chống lại quân đội Myanmar. Trước tình hình trên, để trấn an lòng tin của nhân dân, mới đây quân đội Myanmar đã đưa ra cam kết sẽ tổ chức bầu cử và chuyển giao quyền lực. Tại cuộc họp báo đầu tiên ngày 1 tháng 2, khi quyền lực nhà nước tại Myanmar được chuyển giao cho Hội đồng Hành chính nhà nước do Tư lệnh Lực lượng Vũ trang tướng Min Aung Hlaing làm chủ tịch, người phát ngôn Hội đồng Hành chính nhà nước, Thiếu tướng Zaw Min Tun cho biết quân đội sẽ không nắm quyền lâu và mục tiêu là tổ chức bầu cử để chuyển giao quyền lực cho bên chiến thắng. Trong thời gian đó, chính sách đối ngoại của Myanmar không thay đổi, Myanmar vẫn duy trì cởi mở với doanh nghiệp và tuân thủ các thỏa thuận quốc tế. Tuy nhiên, đến nay, thời điểm tổ chức bầu cử vẫn chưa được công bố. Bên cạnh đó, tướng Zaw Min Tun cũng cho biết quá trình khởi tố Tổng thống Win Myint và cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi sẽ diễn ra theo đúng quy định của pháp luật. Hiện cả hai nhà lãnh đạo quân sự này đều được giam giữ an toàn và trong tình trạng sức khỏe tốt. Theo ông Zaw Min Tun, có những vấn đề cần phải được giải quyết bằng hành động pháp lý và Hội đồng Hành chính nhà nước sẽ không làm điều gì vượt qua pháp luật. Cùng ngày, luật sư Khin Maung Zaw cho biết các phiên xét xử đầu tiên đối với hai nhà lãnh đạo quân sự Myanmar đã diễn ra dưới hình thức trực tuyến. Theo đó, cả bà San Suu Kyi và ông Win Myint đều bị cáo buộc vi phạm Điều 25 Luật Quản lý Thảm họa Tự nhiên. Đây là tội danh thứ hai mà bà Suu Kyi phải đối mặt. Trước đó, bà Suu Kyi ngày 3 tháng 2 bị cáo buộc nhập khẩu và tàng trữ trái phép các thiết bị bộ đàm do nhân viên an ninh của bà sử dụng. Theo ông Khin Maung Zaw, bà Suu Kyi đã có cuộc trao đổi qua kết nối video trực tuyến với một thẩm phán về các quy định quản lý đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, các luật sư của bà không được tham dự phiên này vì họ vẫn chưa được cấp quyền hạn tác nghiệp của luật sư. Trả lời câu hỏi về tình hình sức khỏe của bà Suu Kyi, ông Khin Maung Zaw nói, không có tin tức gì là tin tức tốt lành. Chúng tôi vẫn chưa nghe thấy hay nhận được tin xấu nào. Viện luật sư cho biết bà Suu Kyi và Tổng thống Win Myint dự kiến sẽ hậu tòa vào ngày 1 tháng 3, nói thêm rằng đến nay ông vẫn chưa có bất kỳ liên hệ nào. Chuẩn tướng Zaw Min Tun, người phát ngôn của chính quyền quân sự Myanmar hôm 16 tháng 2 cho biết bà Suu Kyi và ông Win Myint đang ở nơi an toàn và sức khỏe vẫn tốt. Họ không giống như bị bắt, họ đang ở nhà của họ, ông Min Tun cho biết. Cho đến nay, Mỹ là nước duy nhất tuyên bố các biện pháp trừng phạt đối với giới chức quân đội Myanmar, kêu gọi họ từ bỏ quyền lực. Đứng trước thông tin bà Suu Kyi bị cáo buộc thêm tội danh, Mỹ ngày 16 tháng 2 cho biết họ cảm thấy phiền trước thông tin này và đã một lần nữa yêu cầu phía quân đội thả bà Suu Kyi. Trao đổi với phóng viên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 16 tháng 2 cho biết, chúng tôi kêu gọi quân đội Myanmar thả ngay lập tức tất cả các nhà lãnh đạo dân sự và chính trị, nhà báo, nhà hoạt động đang bị giam giữ, không chính đáng, cũng như khôi phục chính phủ dân sự. Thủ tướng Anh Boris Johnson cùng ngày cũng đưa ra phản ứng, gọi những cáo buộc chống lại bà Suu Kyi là bịa đặt và vi phạm rõ ràng nhân quyền của bà. Ông Johnson đã đăng trên Twitter rằng, chúng tôi sát cánh với người dân Myanmar và sẽ đảm bảo những người chịu trách nhiệm về cuộc chính biến này phải chịu trách nhiệm. Cùng ngày, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Volkan Bozkir đã kêu gọi quân đội Myanmar cho phép đặc phái viên Liên Hợp Quốc Myanmar Christine Schraner Burgener tới thị sát. Trên mạng xã hội Twitter, ông Bozkir cho biết đang liên lạc với đặc phái viên Burgener và theo dõi chặt chẽ những diễn biến tại Myanmar, đồng thời kêu gọi nhà chức trách tại đây để bà Burgener tới nắm tình hình và báo cáo trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông cũng nhấn mạnh việc lắng nghe nguyện vọng của người dân không bao giờ là quá muộn. Trong khi đó, về phía Trung Quốc, nước này chỉ tập trung bác cáo buộc ủng hộ đảo chính ở Myanmar. Hôm 16 tháng 2, trao đổi với truyền thông địa phương, Đại sứ Trung Quốc tại Myanmar, Chen Hai cho biết Bắc Kinh không biết trước về cuộc đảo chính, khẳng định những tin đồn nước này đang giúp quân đội Myanmar thiết lập bức tường lửa để ngăn những người biểu tình là võ đoán. Chúng tôi có quan hệ hữu nghị với cả Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ NLD và quân đội. Tình hình hiện tại hoàn toàn không phải là những gì mà Trung Quốc muốn thấy, Đại sứ Trung Quốc tại Myanmar Chen Hai nói. Ông Chen Hai cũng phủ nhận mạnh mẽ thông tin cho rằng Trung Quốc gửi vũ khí hoặc hỗ trợ kỹ thuật cho Myanmar, giúp quân đội nước này củng cố một bức tường để kiểm duyệt Internet, nhấn mạnh đây là những thông tin hoàn toàn vô nghĩa. Ông cho biết máy bay chở hàng của Trung Quốc được chụp ảnh hạ cánh ở Myanmar là máy bay chở hàng thông thường và không chở quân hay vũ khí. Nếu những tin đồn như thế này đang lan truyền ở Myanmar, điều đó cho thấy họ đang có những kẻ có động cơ kích động và xúi dục. Chúng tôi hy vọng người dân Myanmar có thể phân biệt đúng sai và không bị ảnh hưởng bởi chính trị làm tổn hại đến tình bạn tốt đẹp giữa nhân dân hai nước, ông Chen Hai cho biết. Trước đó vào ngày 3 tháng 2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ thông tin cho rằng họ ủng hộ hoặc đồng ý ngầm cho cuộc đảo chính quân sự 2 ngày trước ở láng giềng Myanmar. Tuy nhiên trên thực tế, trong chính biến đang diễn ra tại Myanmar, Trung Quốc không phản ứng mạnh như nhiều nước phương Tây. Các thông điệp chính thức từ Bắc Kinh chủ yếu tập trung vào kêu gọi đảm bảo ổn định kinh tế và xã hội ở Myanmar. Đồng thời, Bắc Kinh vẫn ủng hộ tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đề nghị quân đội Myanmar trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi và nhiều chính trị gia khác. Thời gian gần đây, các cuộc biểu tình cũng đã diễn ra ngay trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Yangon. Bản tin của kênh tin tức 24 giờ online đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình chính biến tại Myanmar trong các bản tin tiếp theo. Kính mời quý vị và các bạn đón xem. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!